Xin chào cô bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo loa rời bát 40 từ neo côn 76. Đây là 3 mẫu bên cửa hàng nhà em đang cung cấp ra. 3 mẫu này được rất nhiều bác khách lựa chọn để dùng. Ba mẫu này bán siêu chạy luôn các bác nhé. Toàn bộ là hàng xịn sò và cao cấp, mà giá thành rất là hợp lý cho các bác dùng. Ba mẫu bát 40 neo côn 76 đỉnh cao, cho các bác đi làm show, đi làm sự kiện, quánh đám cưới sân vườn, dùng rất bền luôn các bác nhé. Tiếng lại hay. Ở đây là em có một mẫu bát 40. Con này là bát 40 neo khối này. Gân vải tẩm dầu 2 gân. Màng cả mũ là màng chống nước. Phủ keo bóng chống nước là bóng nhẫy các bác ạ. Dòng này thì tầm tiền thôi. Côn 76 nhện màu vàng. Xương BNC, xương trẻ hai ngón tay. Hoặc là các bác, nhiều bác thì gọi đây là xương con cá. Nhìn này, 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt ở mặt bích leo. Con này từ leo khối nên là toàn bộ là xương với cả mặt bích leo, là bọc sơn tĩnh điện hết các bác nhé. Quá là xịn luôn. Dòng này thì em đang bán với giá là 3 triệu rưỡi một đôi. Chuyển sang đây, mẫu thứ hai là em có mẫu bát 30, nhầm, bát 40 neo bi. Con này là màng màu thường thường là màng của nó màu vàng, màu xám các bác nhé. Đấy, xám đậm. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Các bác nhìn này, màng ở phần mặt trên đã dệt những sợi bông thủy tinh này. Nón đen. Màng xếp ly lượn sóng. Con này côn 76. Và con này, con bát 40 neo mi này, màng của nó dưới màng sần nhận đấy. Quá là cao cấp luôn. Quay rõ cổ côn này. Nhện vàng. Bản này thì bản xương Martin. Thực ra là em nói luôn, toàn bộ là linh kiện loa bát bên em cung cấp cho các bác là đều là loa Trung Quốc loại 1 xịn luôn. Các bác thích về các bác dán tem JBL hay RCF. Nhiều cửa hàng thì dán luôn tem cho các bác. Hoặc là các bác dán tem Martin. Xương nhôm từ neo bích màu trắng. Đấy, bột 40 neo bi nó sẽ như thế này. Với con bát 40 neo bi này, em đang bán là 3.250.000 một đôi. Chuyển qua cái mẫu thứ ba là đây là bát 40 neo Hewell. Con này thì xịn sò hẳn rồi, cao cấp rồi. Bát 40 neo Hewell, con này của nó gân vải tẩm dầu 3 gân. Cái màng của nó là màng, theo em được biết là màng của nó là màng công nghệ Anh. Theo như nhà máy có nói như vậy. Con này thì nhện màu vàng. Được nâng lên, cái này là cái nâng lên bằng lớp nhựa màu cam nhá, để nó giúp là thoát nhiệt từ phần côn ra. Vòng tròn của côn thì được đánh một lớp keo trắng sữa. Con này côn nhôm dệt các bác nhé. 2, 4, 6, 8. 8 cái lỗ tản nhiệt. Con này từ neo bích 7 màu. Hàng chính hãng của Hewell Audio. Khi đi mua các bác đi mua bát 40 neo Hewell côn 76, phải có cái tem Hewell của công ty như này thì các bác mới đặt hàng nhé. Phải có chữ Hewell to tướng như này mới đặt hàng cho em. Con này có cái mã là 15NDS7-15M1, mắc 900W. Xương nhôm nhìn rất hầm hố luôn. Với bát 40 neo Hewell này thì em đang bán là 4.8 triệu một đôi. Toàn bộ giá em báo là đã bao ship vận chuyển về đến tận nhà các bác rồi nhé. Ba mẫu bát 40 neo côn 76 xài rất ok luôn. Nếu các bác quan tâm mua hàng thì điện về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 712.
Mua hàng các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo, nhà em giao hàng toàn quốc. Anh em thợ nào mà lấy số lượng, lấy xỉ nhá, 3 đến 5, 10 cặp thì liên hệ em. Riêng giá xỉ, điện riêng cho em, giá xỉ bên em rẻ nhất Việt Nam cho các bác luôn, rẻ nhất các sàn thương mại điện tử cho các bác. Cứ giá xỉ với các bác alo trực tiếp cho em. Thôi nha, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.